trong bài này ấy, cái thứ nhất nha, thế thì khi mà làm bài ấy là chúng ta phải chú ý cái hiệu ứng đầu tiên là hiệu ứng transition nha. Thế đi thi ấy là các em phải chú ý là người ta yêu cầu mình đặt tên hiệu ứng gì, mình phải đặt phải chọn tên đúng hiệu ứng đó. Ví dụ split là phải chọn đúng split nhá. Đấy, rồi ví dụ như là curtain là mình phải chọn đúng curtain, đúng nhá. Thế còn nếu như muốn tất cả các slide mà có cùng chung một hiệu ứng, ví dụ cái hiệu slide 3 là chứa hiệu ứng nhá, tôi muốn tất cả cùng chung hiệu ứng này, đó là hiệu ứng curtain, thì tôi chỉ và sau thời gian bao nhiêu này thì tôi chỉ việc avatar này, ví dụ sau 5 giây này nhá, tôi đã giả sử tôi để sau 3 giây này tôi up play on này. Đấy, thế thì tất cả các cái slide đều có hiệu ứng là sau 3 giây nó sẽ tự động chuyển sang slide tiếp theo và đều là hiệu ứng curtain. Đấy, nhá. Thế nhá, tất cả các slide mà tôi chưa đặt hiệu ứng đều có hiệu ứng curtain. Đấy. Đây là cái thời gian nhá, còn lại ấy, nếu như chưa đến 3 giây mà tôi click chuột thì nó cũng chuyển tiếp. Đấy nhá. Đấy, còn trong thời gian 3 giây tôi không click chuột thì nó sẽ chuyển sau khi 3 giây. Nhá, thế ta lại bỏ này đi nhá. Đấy là về hiệu ứng động. À, hiệu ứng transition, hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide. Còn hiệu ứng động thì thầy trình bày với các em cái này nha. Thế thì cái này ấy, là tôi chọn hiệu ứng động như sau này. Trong một slide thì đối tượng nào cũng phải có hiệu ứng động nha. Trừ các đối tượng tĩnh này tôi không chọn được này. Thiết kế trong slide master là tĩnh tôi không chọn được thì không có hiệu ứng động nha. Đấy. Và khi thiết kế slide master ấy, thì các em lưu ý là gì? Là chỉ những đối tượng tĩnh và giống nhau trong mọi slide thì mới đưa vào slide master, không gõ thiết kế trình bày nội dung trong slide master cũng như mọi slide nhỏ. Đấy, thế nên khi người ta thiết kế trình bày nội dung người ta phải thoát khỏi chế độ slide master. Nhá, và bây giờ ta trình bày cái hiệu ứng cái này, ví dụ như là cái sơ đồ tổ chức bộ máy đây này, tôi chọn animation này, các em muốn hiển thị cái cửa sổ danh sách hiệu ứng động nhá. Là các em vào menu animation này, nhóm advanced animation này, lệnh animation pane đấy xuất hiện đây. Nhá, bây giờ tôi cho thằng này là play in này, ví dụ như là tôi chọn lại cho nó chuyển động từ trên xuống này. Được chưa? Đấy, và tôi có thể điều chỉnh được tốc độ nha. Ví dụ đây tôi vào tham minh đây để điều chỉnh tốc độ, đây là rất nhanh đúng không? Chúng ta để trung bình medium 2 giây. Đấy. Tương tự cái này tôi cũng làm play in nha, và tôi cho cũng từ trên xuống. Đấy, ta hình dung nó rơi rất nhanh, ta cũng chuyển đổi thời gian nhá. Cho trung bình đi để ta nhìn hiệu ứng cho rõ. Thế thì ta xem là cái hiệu ứng này đầu tiên của ta là nó thành cái khối cứng nó rơi xuống, vậy thì ta xem trong vào tham minh như này. Nhá, xong ta sang cái smart ad này. Thì tất cả là như một đối tượng, nghe nhớ. Tôi bây giờ tôi chuyển tiếp này, tất cả rơi một lần, đúng không? Đấy, tất cả cùng xuất hiện một lần này, đấy ta thấy nó giống như cái mà rèm ấy, ta thả cái xuống ấy nhá. Cách thực hiện các rồi gì tôi lại vào tham minh này, tôi chọn cái cách để thực hiện hiệu ứng thứ ba này là rơi từng nhánh một này nha. Đấy, thế thì cái nhánh cha là xuống trước này, xong rồi đến từng nhánh con. Đấy, xong rồi rơi tiếp nhánh cháu này, rơi từ nhánh một này, tức là từ trên dưới, từ trái sang phải, đúng không? Đấy. Đấy, đấy là rơi từ nhánh nhá. Cái thứ ba nữa là gì? Cả một cái nữa là tôi gì? Thực hiện. Ta vào effect option được nhá. Nó có ba thẻ này, effect này, tham minh này. Đấy, ta lại cho rơi theo từng mức một này. Thế thì cha là mức 1 xuống trước này, xuất hiện trước, đến mức 2 là các con này, và mức 3 là các cháu này. Đúng rồi. Đấy, tiếp theo này là cái cuối cùng là rơi theo từng nhánh nha. Tức là xuất hiện theo từng nhánh nhưng mà gì, từng mức ấy nha. Mỗi xuất hiện theo từng mức nhưng mà mỗi mức thì lại xuất hiện theo từng nhánh. Đấy, lúc này ấy, chúng ta sẽ thấy là gì? Là mức 1, tất cả các nhánh mức 1 xuống trước rồi đến tất cả các nhánh mức 2 xuất hiện rồi mới đến các nhánh mức 3 nha.
Đấy, như vậy là thầy đã trình bày xong một cái đặc thù của cái Smart Ad là nó có các cái, và trong cái vừa rồi thầy trình bày thì các em vào effect option này. Ta chú ý nhá, khi đi thi đề là người ta ra theo cái tên như này nhá. Đấy, chứ không phải theo tên như là mình vào đây đâu nhá. Tên mình vào đây là nó không là mình dễ bị lẫn này. Đúng nhá, không rõ không rõ như này nhá, mà người ta sẽ tên nó sẽ ngắn gọn hơn. Đấy, và người ta ra đề người ta sẽ cho tên nó ngắn gọn hơn như này. Đúng nhá, thế thì nếu người ta nói one to one, one by one ta có thể chọn này, level one by one đầu chọn này. Thấy chưa? Tránh trường hợp là ta gì one by one ta lại chọn cái này, rõ chưa? Đấy, thế là nó lưu ý nhá, ta có thể vào đây à. Cái này ví dụ tôi chọn này tất cả như một đối tượng này, đấy nó lại nhá, tôi lại chọn lại này, đấy rồi gì tất cả rơi một lần này, xuất hiện một lần này, đấy rồi gì rơi từng nhánh này. Cái làm bài ta phải chú ý cái đề thi hoặc thuật ngữ nhá. Đấy nó thể hiện, đặc biệt là cái thuật ngữ thể hiện ở đây nhá. Rồi mỗi mức thì xuất hiện một lần này, nhìn nhá. Đấy rồi thì xuất hiện theo từng mức, mà mỗi mức thì rơi một nhánh này. Nhá, thế bây giờ các em làm cái hiệu ứng này. À, những bạn nào mà chưa xong thì phải hoàn thành bài xong mới làm hiệu ứng nhá. Thế thì cái quy trình làm một cái bài trình chiếu thì nhấn mạnh lại nhá, ta sẽ có các bước như sau này: một là tạo file này, hai là thiết lập cỡ slide này, nhà hay còn gọi thiết lập trang in, thứ ba là thiết kế phần giống nhau chung cho các slide. Đó là ta có thể sử dụng hai cách mà chúng ta học ở đây, là ta dùng thiết kế slide master nhá. Đấy, sau khi thiết kế slide master xong nhá thì các em phải đóng slide master lại để quay về chế độ thiết kế bình thường nhá. Đấy, sau đó ta mới thiết kế nội dung của các slide theo yêu cầu. Đấy, sau khi thiết kế xong thì ta mới tạo các hiệu ứng nhá. Đấy, tạo hiệu ứng xong thì ta phải để chạy thử, trình chiếu thử nhá, xong đó ta ghi file đóng file nhá. Nhá, đấy ta lưu ý làm này theo đúng từng bước một. Bây giờ là các em chuyển sang em làm nội dung là gì, trình chiếu nhá. Bạn nào làm xong nhá thì ta nộp bài luôn, đúng không? Nộp bài xong thì các em có thể làm bài tập tổng hợp hoặc đề thi mẫu. Trong quá trình làm bài tập tổng hợp thì mẫu có nội dung nào chưa rõ hỏi thầy nhá. Và chúng ta lỗi nhất các cái là chụp ảnh toàn màn hình bằng cách ấn phím print screen, gửi cả cái màn hình báo lỗi cho thầy qua Zalo để thầy xem thì thầy mới trả lời được và hướng dẫn được nhá.